chào, hôm nay lại có mặt ở chợ Vạn Phúc rồi. Ba vai ghép một vai không biết của ai. Đây các bạn, còn ai thế này, tôi lướt một vòng đi các bác. À đây có con mini bim bim này, hay đấy các bác, bim bim này, bim bim này. Ôi giời, đầy đủ chân cẳng phết đấy, chân cẳng đầy đủ phết đấy. Đấy, kinh phết đấy các bác ạ, nguyên bản đấy chứ không có ghép trước được đâu. Mini thì ghép gì, đầy đủ đầu 1, 2 và 4, 5 đấy, 5 thân sáng làng, vách xuống sau là được cái mini hơi bị hay đấy. Vách xuống này tôi nói các bác này, không có đối thủ. Rồi mình lấy cái xanh các bác, mình nó cũng hàng bật lửa mà nó đầy đủ như thế, thì có lẽ là nên sở hữu và nuôi các bác. Nó hơi khó một chút là vì bây giờ nó chỉ có mỗi cái cút nhịp đầu tiên này, còn phải xây ra thì nó khá là lâu. Đấy, đẹp đấy, cái của anh à? Hôm nay lên chậu xong rồi vách xuống thì thôi rồi. Phải nuôi đấy, phải nuôi đấy, bây giờ lại phải nuôi. Đấy, anh có những cây nào để vào giá phát nhỉ? Đấy, con này dạo này yếu rồi, hàng cầm bẻ thôi. Toàn hàng cầm tay à? Đấy, thấy bàn giao hết cho Cương rồi sao? Đấy, còn Sumo mini đây, siêu mini. Gửi Cương, hôm trước mang xong có chiếc này, chiếc mang sang bên kia. Bé là già lắm đấy, cái bé. Cái xi là bao tiền nhỉ? Cái xi là 1 triệu. 1 triệu là con cây này. Xanh này 1,5 triệu. 1,5 triệu. Đấy, giờ này. Chậu ấy, chậu bát tràng cũ đấy. Mà lại còn có chân nữa, thích chân mà. 1,5 triệu. Đúng rồi, dạo này này. Hàng đẹp mà giá rẻ đây. Anh em ngọn già lắm đấy. Già lắm đấy. Đấy, rồi, con cơ si này cũng đẹp này. Đẹp. Chiều vàng. Tay chó này, con tay chó này 2,5 triệu. 2,5 triệu. Nó là cái ghép này, nhưng mà ghép là... Đâu rồi, nó ngon rồi. Ghép này, đâu là ngon rồi. Đấy, để bàn mà chơi sướng quá thì không tốn sức lao động. Đấy. Đây nữa nhỉ? Xi này cũng là chậu bát tràng cũ đấy. Bát tràng cũ. Đồ tinh này. Nhất dẻo, nhất dẻo, nhất lắc tinh. Đúng, bọn này thì phải cho lên ghế anh ạ. Để đảm bảo ghế đấy, nhưng mà mình đi muộn. Mình không ấy thì phải để trước người ta, chứ mình đi. Cái này là bán giá bao nhiêu anh nhỉ? Cái này là 3 triệu. Xi đây. Con này là xi tay chó. Nghệ nhân đọc số, nghệ nhân lại cái nhỉ? 0936 292 0936 292 377. Nghệ nhân tinh vời. À đấy, còn cô bắt đầu đến đến cây này. Để đảm bảo cho tất cả các loại giấy tờ không bị trùng lắp, điện, chúng tôi chuyên ép dẻo, 3 triệu, ép lắc tích công nghệ cao, ép chứng minh thư bằng lái xe, đăng ký xe. Xanh nam điền ra. Đấy. Rồi. Đây, còn hàng đẹp đây. Con ấy 1,3 triệu. 1,3 triệu. Đấy, xinh quê nhỉ. Điền. Điền à? Nó bị cơ ấy, nó nằm ở dưới gầm cái nó cớm mà đấy. Đấy. Búp nó này. Điền này. Nó nằm bị cớm đấy. Đấy, chịu khó nuôi trùng súp. Thời gian được cái làng đẹp siêu lùn luôn. Siêu lùn, chân cẳng đầy đủ đấy, cứ vùi thùng xốp thật tốt vào cho xong. Đúng là rồi, lấy to bằng này là cắt được. Đúng. Ông lấy mấy cái vách xuống, ui giời đẹp thôi rồi, lại cầm đi chơi cối ông chết thèm. Sáng năm tầm này sáng năm là đẹp cối ông chết thèm, nuôi bằng phở cho nó lên xong. Đúng phải rồi. Lấy một vài cái vách xuống nữa đẹp lắm. Nhìn thiếu đi. Đây thì nhìn chậu thì nhìn thì cây. Đấy. Đấy. Tôi mua cả đi xong cái này về. Tìm
có tiền chả mua được. Ôi, mua. Anh xuống nhà em kho. Có tiền chả người được. Mai mời bác xuống nhà em một kho. Cái đô này thì nhiều này, đô bắt chân này nhiều. Cái này thì gặp ít đấy. Cái này đây. Con này nó có cái chân. Ừ đấy. Phượng hay vĩ. Cái điệp cái gì bản. Cái này là tôi Phượng à? Phượng nhìn như cái điệp nhỉ. Phượng. Lá nó ngắn nhỉ. Cái này bao nhiêu tiền đấy ạ? 2 triệu. Đây. Nhân đây. Khu vực Phượng mà bây giờ lên chậu thành nhìn như trùng ngay ấy. Đấy. Trên này là của ai đây? Của anh Bình Dâu. À, nhiều đây là của Thắng. Ờ. Xuất đấy 24. Con này cho tạm được cái chậu này cũng được. Làm màu. Chứ mới thì ấy thì để về mai thì trồng nhé. Đấy. Ừ là phải trồng. Con đấy thì không sợ. Không bán được nhưng phải trồng. Đấy. Kia để đi vào vòng nào. Rồi. Đấy, xương cá. Xương cá. Đấy. Xương cá là nhiều tiền không ạ? 2,5 triệu. À. Để chị Lâm rồi. Ai thích tôi gửi số nhá. Lâm. Tay kẹp. Rồi. Ôi. Hoa sấy đang nhiều hoa. Cây này thì bao nhiêu? 2,5 triệu luôn. Đấy. Hồng sắc phá à đâu? Ừ, hồng sắc pháo ấy. Tím. Tùng. Bao tiền một cây tùng ạ? 1,5 triệu. 1,5 triệu một cây. Già đẹp sạch ạ. Ổi đây. Lâu ấy, thấy gốc ổi này. Đấy, sạch chưa? Thích không? Nhắn như bụi. Chậu đấy, chứ không phải là đánh đòn ruộng lên đâu. Chậu đấy. Gốc ổi là bao nhiêu tiền vậy ạ? 2 triệu. Đấy. Me rừng. Me tròn. Búp đỏ chỗ này. Đây của chị Liên nhá, anh em nhé. Cái này đẹp hơn. Rồi ấy em về. Lộc đẹp nhỉ. À, tối lên trên em mà lấy nhá. Du. Ừ, về trong nhà em có bố con là du lên vào trong đấy. Đẹp lắm. Trong Hòa Bình. Tạm biệt hai chị em người đẹp. Bắc. Sang khu vực bên này. Xin chào nghệ nhân nhá, lâu lắm mới lại gặp nghệ nhân. Ôi, xin chào. Ông có cây sung đẹp quá nhỉ. À, ăn được thuốc cái cho ừ. Thèm thuốc lại phải ra đây đâu. Nhưng mà lâu lâu lại không thấy nhuộm tóc sao mà. Là thôi cũng nhuộm rồi. Nhuộm rồi. Ôi, xin chào. Xe đẹp thế. Đây. Hoặc đằng kia cũng được. Nặng được. Đấy, cái sung này của ông là bao nhiêu tiền nhỉ? Sung 2,5 triệu. 2,5 triệu. Cái sung của ông Tị đây. Đấy. Đầy đủ rồi. Thân già. Đấy. Nghệ nhân đây. Sung 2,5 triệu. Đấy à? Bán cho nó. Bán gì?
Bán. Bán cửa hàng cho tròn này bán đi. Bán cái gì đấy? Bán cái hồng mai. Thật. Mua 650 bán 700 là được rồi. Đây, ông đây, nhiều bonsai đẹp đây. Ông hồng mai là bao tiền cây đấy ông? 500 một cây. Đấy, 500 một cây cả chậu. Đấy, ổi này thì sao? Cái ổi này dài quá, cái ổi phải. Hồng mai. Hồng Ngọc Mai này thì bao nhiêu ông nhỉ? Hồng Ngọc Mai vẫn là 3 triệu. Vẫn 3 triệu nhá. Vẫn là 3 triệu. Sắp ra hoa rồi. Đúng rồi. Đấy. Xanh nè. Xanh Nam Biển. Xanh Nam Biển. Độc vườn. Ốm mà không ra chợ là mệt lắm. Không phải chợ được là mệt lắm đấy. Ốm thêm đấy. Alo gà thế nào? Đấy. Con muốn ăn là mua cân đường hộp sữa gì đó. Cảm ơn nghệ nhân nhá. Sau này thì